Có phát hiện hả? Lúc xảy ra vụ án chỗ này không có ánh sáng. Là hung thủ không chỉ có một người. Những người mà anh kia chúng tôi giết đều là đối thủ của Trương Văn Kiệt. Anh muốn sao đây? Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Muốn giết Trương Văn Kiệt không dễ vậy đâu. Rốt cuộc Dương Băng đã đắc tội với ai vậy ta?